Ngọc Ánh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ quay và gửi tới cho quý vị dự án 7 căn nhà mới nhất thuộc quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với dự án 7 căn nhà này thì có một căn thấp nhất 1.650.000 đồng chỉ từ thôi mọi người ạ. Và tất nhiên là 7 cuốn sổ đỏ chuẩn chỉnh, hồ sơ điện nước chuẩn chỉnh, từng căn riêng biệt, từng căn xây 7 căn nhưng tường riêng, móng riêng, cột riêng. Và với 7 cái căn nhà này thì đây là đường ngõ thực tế trước nhà, kia là đường ô tô đi lại quý vị nhé. Với vị trí 7 căn nhà này thì gần với trục đường quốc lộ 6, gần với bến xe Yên Nghĩa, giao thông đi lại thuận tiện, phù hợp cho bác nào đi làm ở Hà Đông, đi làm theo trục đường Nguyễn Trãi Thanh Xuân, rất là hợp lý. Và với cái dự án này thì có 4 căn mặt ngoài và 3 căn mặt trong quý vị nha. Ngoài sẽ quay một căn mẫu để gửi tới cho quý vị. Với cái thiết kế của ngôi nhà 30 m, thiết kế và xây dựng 4,5 tầng, đây là đường ngõ vào các căn trong. Nói chung tương đối gần với lại đường ô tô, chỉ là căn trong, căn ngoài thôi. Và ở trong này thì có 4 căn, mặt ngoài 3 căn. Ngoài sẽ quay căn trong cùng đã hoàn thiện xong hết, dọn vệ sinh sạch sẽ để gửi tới cho quý vị. Ngọc Ánh hiện tại đang đứng trước vị trí ngôi nhà để review cho quý vị căn mẫu. Tất cả các căn thiết kế tương tự giống hệt nhau, với diện tích 30 m, xây 4,5 tầng, thông thoáng, công năng sử dụng rất là hợp lý trong một hộ gia đình. Mà đặc biệt vị trí đất ở tại quận Hà Đông mà giá đúng như là ở huyện mọi người ạ, rất là rẻ, sổ đỏ chuẩn chỉnh, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên tới 80% giá trị của ngôi nhà. Đây là phần tầng 1. Tầng 1 thiết kế cho quý vị phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh. Đây, ngõ thực tế trước nhà, 2 xe máy tránh nhau thoải mái. Và với cái công năng sử dụng, với cái thiết kế của ngôi nhà hoàn thiện xong hết rồi, quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay, sổ đỏ chuẩn chỉnh trao tay. Phần hồ sơ điện, hồ sơ nước cũng như thiết bị vệ sinh, nói chung căn nhà này vừa mới đang dọn dẹp vệ sinh công nghiệp xong mọi người ạ. Những cái căn bên cạnh là các cô chú đang là dọn dẹp, thì có cái căn này đã quay xong hết rồi. Đó, dọn xong hết rồi thì ngồi này sẽ quay căn mẫu gửi tới cho quý vị. Đây là phần tầng 1. Với cái thiết kế của cái căn nhà này thì phần mặt tiền của ngôi nhà này thôi là 3 m, dài 10 m mọi người ạ. Bên trong cũng mặt tiền 3 m, mặt hậu 3 m, là rất là vuông vắn. Đây là phần không gian phòng bếp của ngôi nhà, với thiết kế ở đây tủ bếp xong hết rồi, và xung quanh bếp thì ốp gạch và mặt bếp thì ốp đá granite, phụ kiện bếp lắp đặt xong hết, hồ sơ điện nước đầy đủ, điện lực EVN Hà Nội, nước sử dụng là nước sạch sông Đà, hồ sơ điện riêng, nước riêng. Nói chung là với cái căn ngôi nhà này thì giá bán rẻ, hợp lý, quý vị dọn đồ về và ở được ngay. Có duy nhất một căn giá rẻ thế này thôi quý vị nhé. Còn ngoài ra thì có những cái phân khúc giá cao hơn, Ngọc Ánh sẽ để ở dưới phần bình luận về cái phần giá để cho quý vị yên tâm. Giá bán chào từ chủ đầu tư, sổ đỏ luôn luôn chuẩn chỉnh, riêng biệt thì Ngọc Ánh mới quay và review. Tất cả Ngọc Ánh sẽ không quay những căn nhà mà không có sổ đỏ, cho nên khách hàng hoàn toàn yên tâm vào kênh Nhà Tốt nhé. Và sau đây mời quý vị theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà, xem tầng 2, 3, 4 và tầng trên cùng thì thiết kế ra sao. Trước khi lên trên phía các tầng trên thì đây mọi người thấy không? Một ngôi nhà giá rẻ thôi nhưng thiết kế cầu thang, tay vịn cầu thang nên mọi người có thể nhìn thực tế, tay vịn cổ trụ thiết kế toàn bộ là gỗ, mặt bậc ốp đá granite. Mời quý vị theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Và tiếp theo, thiết kế các phòng ở phía trên, tầng 2, tầng 3 và tầng 4 thiết kế tương tự nhau, mỗi một tầng gồm một phòng ngủ rộng, một phòng vệ sinh mọi người ạ. Đây là phần phòng ngủ. Trên phía phòng ngủ ở tầng 2, hiện tại chủ nhà lát toàn bộ sàn gỗ cho mình. Đó. Cửa sổ thông thoáng hướng ra phía bên ngoài. Rất là tiện, rất là hợp lý. Với cái ngôi nhà này thì hướng nhà là hướng Đông Bắc quý vị ạ. Đó. Đây là phần phòng vệ sinh sử dụng cho phần phòng ngủ. Đây, phòng vệ sinh rất là rộng. Nói chung với một ngôi nhà, cả nhà và đất giá rẻ, nhưng mọi người có thể nhìn thực tế đây. Ngọc Ánh quay có như thế nào thì quay review cũng như chia sẻ cho quý vị như thế. Mọi người cảm thấy nó phù hợp với lại cái giá bán, cảm thấy phù hợp với cái cung đường mình đi lại thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp với em để em đưa mọi người đi xem thực tế và tư vấn, hỗ trợ giúp quý khách hàng chọn lựa được căn nhà ưng ý nhất nhé. Mời mọi người theo em lên tầng 3 của ngôi nhà. Và quý vị ơi, đây là phần tầng 3 của ngôi nhà. Tầng 2, tầng 3 hiện tại thiết kế giống hệt nhau. Nói chung là mọi người thấy không, Ngọc Ánh làm review nhà cũng tương đối là lâu rồi, cho nên có sao thì chia sẻ như vậy. Nhà có như thế nào, xấu, đẹp, rồi là vuông vắn hay như thế nào thì cũng thể hiện hết cho mọi người. Thậm chí có những ngôi nhà bị thóc hậu, Ngọc Ánh cũng vẫn chia sẻ đối với mọi người, để mọi người có thể cân đong đo đếm xem nó có phù hợp với mình hay không. Bởi vì những cái lỗi phong thủy có một số người, người ta không quá tín cho nên người ta vẫn mua mọi người ạ. Đó, cho nên trước khi quý vị đi xem nhà, quý vị có thể liên hệ trực tiếp với lại Ngọc Ánh để được tư vấn tốt nhất trước khi đi xem. Đây là phần phòng vệ sinh sử dụng ở tầng 3. Đó, công năng rất là thoáng, quạt hút mùi này, hệ thống sen cây này, bồn cầu liền khối, lavabo đây. Và ở đây thì điện nước đầy đủ rồi. Mời quý vị tiếp theo lên trên tầng 4 của ngôi nhà. Hiện tại Ngọc Ánh ở đây đang đứng là phần tầng 4 của ngôi nhà. Với phần tầng 4 thì chủ nhà thiết kế cho quý vị như sau. Ở trên phía tầng 4, chủ nhà có lắp một cái phòng chờ để quý vị có thể thiết kế phòng vệ sinh. Tùy công năng mục đích sử dụng, có thể là để ở đây là chủ yếu là để máy giặt là chính mọi người nhá. Tiếp theo, trên tầng 4 thiết kế một phòng thờ, một phòng ngủ. Như vậy với ngôi nhà này tính lên trên phía tầng 4 là có 3 phòng riêng. Đó, phòng khách, phòng bếp, rồi là các phòng ngủ đều được thiết kế sàn gỗ, rất là hợp lý. Cửa thông phòng cũng như cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Đây là phần phòng thờ của ngôi nhà. Đó. Và phần còn lại mọi người ơi, mời quý vị theo em lên tầng tiếp theo, tầng cuối cùng của ngôi nhà. Và đây là tầng cuối cùng của ngôi nhà. Như anh chia sẻ ngay từ ban đầu, ngôi nhà này 4 tầng rưỡi. Trên phía tầng cuối cùng đây của ngôi nhà thì chủ nhà thiết kế ở trên này là bồn nước này. Tất cả các nhà Ngọc Ánh quay cũng đều chia sẻ với mọi người. Ở dưới tầng 1 là có bể ngầm 2 khối 8. Ở trên phía tầng thượng là có bồn nước 1 khối. Và có hệ thống máy bơm nước tự động. Với cái ngôi nhà này cũng vậy, nhưng mà nó thiết kế hơi khác biệt một chút so với các nhà khác. Thì mọi người có thể nhìn thực tế đây. Trên này là chủ yếu làm sân phơi. Đây, xung quanh dân cư đông đúc, hàng xóm thân thiện, giao thông đi lại thuận tiện, phù hợp với quý vị nào đi làm ở Hà Đông cho một ngôi nhà chỉ hơn 1 tỷ giá rẻ như thế này. Mọi người muốn tìm hiểu, biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về vị trí ngôi nhà, vui lòng liên hệ trực tiếp với Nhà Tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.